cuộc đổi dời ở một lần ba, qua lớn đến quỷ ma cũng biết sự có thật chớ sao ngụy thuyết. Khắp chúng sanh nên quyết lòng tin, để sớm khuya hương nước gánh dình, ngó bốn hướng lòng thành khấn Phật. Cầu hồn được về an dưỡng quốc, độ xác thân qua cuộc đại nạn. Làm hiền lương đâu tốn bạc vàng, mà lấy được khỏi mang ác bao. Con cái nhớ dình câu hiếu thảo, vợ chồng cho phải đạo sướng tùy. Người đối nhau cần biết lễ nghi, sự tốt đẹp còn chi hơn được. Người đời chẳng chịu suy sao trước, tạo làm chi những cuộc bất hòa. Mạng kiếp rồi cũng quá ra ma, hơn người cũng chỉ là hơn tạm. Nay nhầm lúc gió mưa u ám, ổ chim đời khó bám trên cây. Cuộc xoay dần rài đó mấy đây, giàu nghèo có mấy ai cầm chắc. Nên đem những mồ hôi nước mắt rửa bụi tâm hơn tác vào đời. Phải sớm lo kịp hồi nay mới, cửa tiên Phật định đời tối phước. Tuổi sống lâu thân no ấm được, nếu ai mà có ước trong lòng, hãy lo tu sẽ thỏa giả mong. Lời Phật Thánh vẫn không dối gạt, cố đèn sách tất ngày đổ đạt. Có trồng thì sẽ chắc có ăn, gái cùng trai ca giữ đạo hằng. Chớ đem giả ngại ngùng xè xúc, em khá dũng đủ lời kêu thúc. Khiến cho người bỏ tục tầm tiên, cõi hồng trần muôn thảm ngang phiền. Khá tỉnh thức chớ nên ngủ mày, chừng gặp cuộc tan điện thương hải. Có vật chi tồn tại được đâu, chỉ bằng mau tìm kiếm đạo màu. Thân dù mất hồn đâu dễ mất, huống chi nếu được nhiều âm chất. Sẽ được như rắn lột không chừng, thân vạn niên ở cõi trường xuân. Quy báo có chi cần cho xứng, trên đường đảo lắm người lẫn khần. Nửa muốn lui nửa muốn tiến đi, tâm trí không rõ rệt quyết kỳ. Ngày rốt cuộc chẳng chi nên cả, anh càng thấy càng thêm xót già. Hạng ấy như gói giá ấy thôi, nằm trong bao nức mỏng đâm chồi. Không phân bón không trời mưa nắng, trái bông chẳng bao giờ xanh đằng. Mạng căn kia tiếc
uổng giường bao. Em khéo nhiều lời dí thấp cao, cứu vớt kẻ vàng thao chưa rò. Em gọi được cơn mê của họ, công đức kia lớn có chi bằng. Nếu sau này họ được siêu thăng, đổ được cả thân bằng quyến thuộc. Nếu cao một tấm gương sáng suốt, quý báu này châu ngọc đâu so. Nhiệm vụ này em khá âu lo, chạy kiếp cũng phải lo hoàn tất. Tuy anh ở đồng trung tịch khuất, nhưng phải đâu ẩn vật tỷ trần. Anh luôn dùng đến lỗi phần thân, cho đi khắp xa gần đổ thê. Về phương diện kiến nguy chi tế, có phúc nào anh để cho quên. Lòng đâu màng ai biết đến tên, miễn cứu được người hiền là quý. Em đã được cùng anh một chí, khiến duyên xưa mùi vị thơm nồng. Khi thấy em định bỏ thân hồng, làm anh phải bôn chốn lai diện. Trễ một phút mảnh gương nát biến, rồi làm sao hàng gắn cho nguyên. Thấy việc em anh chẳng ngồi yên, mối tình cái vạn niên còn đây. Xưa cha đẻ lắm lời khuyên dạy, rằng anh em bây hãy thương nhau. Thằng kết khuyên thằng cấu nghe vào, hai đứa khá dạy nhau mọi việc. Được như thế cha dù có chết, lấy làm vui chẳng tiếc hận chi. Lời của cha quý báu dường đi, lòng anh vẫn luôn ghi nhớ mày. Vậy em khá cùng anh nhớ lại, làm theo lời cha dạy khi xưa. Muôn năm qua như kiếp hiện giờ, tình huynh đệ vẫn là có một. Điều phải chẳng dạy nhau rau rốt, quyết khơi nguồn đạo đức khắp nơi. Để làm cho tất cả người đời, ai đều cũng nên người lương thiện. Còn trời đất còn non nước biển, tình đệ huynh còn mến nhau luôn. Trong Phật đài anh trống em chuông, dục thúc kẻ trên giường mây mộng. Họ chết cả mình đâu vui sống, họ cùng mình dòng giống không hay. Họ nhân loài mình cũng nhân loài, rất quan hệ như cây với lá. Giúp họ tức giúp mình không là, huống chi là sẵn giả từ bi. Giúp họ riêng mình có tiếc gì, nguyện sao lấp cạn đi biển khổ. Để cho cả nữ nam lớn nhỏ, ai cũng luôn được có an vui.
khắp nơi đều đạo đức nực mùi, không còn thấy một nơi nào khô. Ách nước không tay trời chẳng có, không nghe ai làm khó cho ai. Trên thanh liêm dưới rất thẳng ngay, trong khuôn phép và ngoài lễ nghĩa, ai cũng tự gương lòng trao trẻ, biết thẹn khi lầm lỡ điều gì. Cánh này chừng nào được hiện y, lòng của kẻ từ bi mới thỏa. Người được ở ăn như thế cả, cõi tục liền được quá nên tiên. Không tự sanh không sự não phiền, đâu đâu cũng ổn yên nhàn nhà. Ngày ấy phải làm cho kết quả, em cũng nên tuyên hứa cùng anh. Cõi lạc an cố tạo cho thành, để cho khắp dân lành được hưởng. Nếu chưa được nên như ý tưởng, còn sống phá liễu lượng chưa thôi. Vui cho thân gió bụi tô dồi, miệng sanh chung được hồi an lạc. Ta liền cúi đầu xin ghi tạc, thân tâm này trúc hết cho đời. Cảnh lạc an chừng được xong rồi, đây mới chịu yên ngồi bàn thạch. Đạo sĩ liền chỉ tay vào vách, một vị thần hiển bước ra chào. Đạo sĩ rằng lời hứa thế nào, nhà ngươi đã trước sau nghe rõ. Hãy làm chứng cho lời hứa đó, vị thần rằng xin nhớ y lời. Nói xong rồi chân nọ vừa lui, vừa biên qua tử hồi nào mất. Đạo sĩ rằng chớ nên sai thất, có thần minh chứng thật hẳn hoi. Ngày giờ quá mau lẹ như thoi, ý nguyện chớ để trôi một khắc. Cuộc thế biến đổi trong nháy mắt, có rồi không không lập thành hình. Đò từ bi chực rước chúng sinh, không để khách hữu tình huốc đòi. Đạo sĩ liền kể lên in ỏi, muốn nên được vách lầu, nhờ nhiều gạch kết câu. Rừng sâu một ngọn đuốc khó rọi sang khắp đâu, nếu không chư Bồ Tát lời Phật chẳng truyền sâu. Thản anh không đến sớm, em đã rút nhịp cầu, không em đương tại thế. Lời anh gửi vào đâu, chân duyên đâu dễ có được quý hơn châu. Đường xa chở đông khách, xe được có hai trâu, chắc chẳng về đến chôn. Như ý nguyện không lâu, đạo không người truyền ba, đâu lan khắp địa cầu.
anh mừng em tình chi ở trên đường rải đảo màu. Công đức ngày càng lớn, bại bao dám so đâu. Chúng sanh tuy hiện khổ, được nghe rõ lời châu. Đâu vui và đâu khổ, siêu đỏ hãng đuôi đầu. Tiền nhiều đầy học tủ, khó đổi đảo một câu. Thường tự do nghe pháp, tiền bạc chẳng bị thâu. Nữ nam sao lại chẳng hoan hỷ để tu cầu. Tu được hưởng phước lạc hiện tại và ngày sau. Lời nói trong tình thật, không dối gạt ai đâu. Khắp làng quê chợ búa, kha chim nghiệm từ câu. Đừng chỉ nghe thấp thố, vội le lưỡi lắc đầu. Khi gặp mà không thấy, qua rồi kiếm được đâu. Ráng lo tu cần kiếp, chớ để giả cơ cầu. Cuộc đời chừng đến việc, trăm thảm với ngàn sầu. Cơm sẽ không đủ bữa, nước chẳng thấm ướt hầu. Sao người không tin trước, trường phước để dành sau. Anh mỗi khi tưởng tới, bắt thương hải dường bao. Vậy những lời anh nói, em nên nhớ ghi vào, để tùy phương dắt chung. Ra khỏi cảnh đồ lao, lo gấp đừng để trễ. Cánh gà vàng bay mau. Ta rằng những lời nào ngày dài đây, xin nuôi dưỡng mãi trong lòng. Có dịp liền đem nó phổ thông, cho khắp kẻ xa gần được biết. Tánh thô bảo nếu người trừ diệt, ấy là do ân đức của Ngài. Phận hèn này thuyền khẩm tác tay, viết chẳng thấm vào đâu cho mây. Bẩm tánh đã vốn yêu nhân loại, được hay không vẫn phải lo nôn. Ngày như đêm cứ mãi bôn chung, lo đến đổi phổi tim bầm dập. Muốn bỏ xác vì câu tái lập, chớ tình yêu vạn vật đâu quên. Nay được Ngài giải rõ hư nên, tình yêu ấy càng thêm rộng lớn. Chừng nào rửa sạch đời nhớ bận, thì lòng này mới đặng yên vui. Ngày nào còn có kẻ ngược xuôi, đây còn phải tới lui chỉ dài. Ước gì chẳng gặp điều trở ngại, để tình yêu này rải gieo xa. Mọi việc luôn nhờ Đức Phật Đà, đã giải dỗ gần xa cặn kè. Khiến tinh thần đây thêm mạnh mẽ, không cảnh nào bạn bè được lòng. Hồn thường đêm gần gũi Phật ông, được truyền qua tấm lòng từ ai.
Dù sông thác vẫn thương nhân loại, độ đến khi trai gái đồng thành thì lòng đây mới dứt đường sanh, cùng chư Phật đồng yên cõi tình. Những danh lời với câu chúng đình, lòng đây không bận đến điều nào, rất coi thường chức trọng quyền cao. Chỉ quý trọng tình yêu nhân loại, lao khổ mây cũng đeo nó mài, vui hy sinh cả thái mọi điều. Đạo sĩ rằng ý nguyện cao siêu, đáng cho chúng nói theo đòi bừa. Nếu ai cũng như em xem sửa, cõi đời không bao thuở lao lung. Em khá đeo lòng ấy đến cùng, mà với chư Phật vốn không sai khác. Ráng cho ý nguyện kia thành đạt, để khắp nơi được bất âu sầu. Khi gái trai đồng biết đạo màu, tự trị lấy chẳng cầu ai trì. Không ra quay mà an thành thì, chẳng dũng quyền dẫn trị thôn hương. Ai cũng đồng đi có một đường, thương người cũng như thương mình vậy. Lo làm phải không vui làm quỷ, thấy hại người như hại lấy mình. Dưới trên cùng đồng khí đồng thanh, chung sức tạo hòa bình no ấm. Mùi đạo khắp người đồng nhuần thâm, nói với làm tất chẳng trái nhau. Không như người chỉ thép ra màu, chẳng thành thật theo câu đạo lý. Vì lẽ chẳng trừ sống tệ ý, cánh dễ xuôi lầm khởi giết ta. Hãy khi nào thuận cánh đưa ra, ý xấu chập như gà gặp thóc. Chị mẹ nhanh không đào tận gốc, mẹ bao nhiêu càng mọc bấy nhiêu. Tâm ý là mẹ đẻ các điều, nó sâu khiến bao nhiêu đều sâu. Thoái giả dối khó phương che dấu, sớm muộn gì cũng lộ ra ngoài. Cho nên phường lòe sự lạc chay, thường hay bị kẻ ngoài bắt gặp. Làm lấy có chứ không thật tập, dù việc chi cũng thất bại luôn. Nên sự tu chớ có làm tuồng, phải thành thật từ trong tim nào. Khỏi bị người lốt trần mũ áo, lại có ngày quả đạo tái thâu. Khiến quỷ thần đều phải khấu đầu, nghiệp sanh tử còn đâu lai vàng. Cõi thanh tịnh vui câu trường mạng, hết lo ai trả oan báo thù. Thật quý thay người được chân tu, khổ một thuở nhàn du vĩnh kiếp. Vậy em lựa phải cơ phải dịp, đem lời này khuyên khắp nhân sanh.
ráng hướng theo Phật pháp tu hành, bớt lo lôi cạnh tranh bất thiền. Dù người có tạo tành lắm chuyện, cũng đổ theo cảnh biến không còn. Của thế thời bị thế thời mòn, sáng vật vẫn là con thời thế. Luống công dụng đến muôn sao kế, thân mất đi hoặc thế đổi dời. Mọi vật trong tay thái đều rời, cảnh giả dối giống nơi cảnh mộng. Nghiệm xét kỹ lấy làm bi thống, làm nhiều nhưng thường chẳng bao nhiêu. Phước ít xong phần tội thì nhiều, cứ luân chuyển mãi theo nghiệp tàu. Thường gánh chịu ngàn muôn ác báo, kể sao cùng sự đau khổ thân. Đứng ngoài xem thấy rõ kiếp trần, lòng tiên Phật bội phần thương xót. Nếu ai cảnh khổ chưa thoát lọt, thời kỳ này nên biết lo tu. Ngày giờ không nan để ngao du, chớ lần lửa viết nào cũng hồng. Đời chẳng giữ bền câu danh vọng, đạo không thông đến chung cơ quyền. Tục chẳng rồi tiên lỡ hồi tiên, hết lời để tả nên khổ ấy. Đúng như Phật đã cho em thấy, khổ cuối đời trong đại thọ gương. Người đời tuy chưa thấy tận tường, nhưng lắm kẻ đã thường nghe tới. Nếu chẳng chịu ăn năn chừa lỗi, chân đau đầu tiếc hối muộn màng. Giờ này trong khắp cõi thế gian, còn tu được khá toan liệu gấp. Viết lần món như cây nên thấp, Phật tiên không dối gạt người đời. Ráng để tâm nghiên cứu cản lời, hầu tìm hiểu được nơi đáng hiểu. Bỏ những việc không nên liệu điều, để nghiệp không trì nếu được mình. Được tự do đến cõi bất sanh, ngày nào cũng ninh bình khoái lạc. Không bị ép trong đường sống thác, tâm hồn vui thân được nhẹ nhàng. Qua đất này dù có nát tan, thân cũng chẳng lụy mang tay khổ. Riêng phần được hoàn toàn siêu độ, sức còn thừa để phổ cứu người. Có phải chăng là việc tốt tươi, đáng thi thiết đáng nơi học hỏi? Vậy em ráng ra công kêu gọi, kéo người không nghĩ tới đoạn này. Đạo sĩ liền cất giọng khoan thai, ngâm liên tiếp hai bài tứ tuyệt. Vật nặng không thuyền khó quá gian, nghiệp sâu không Phật cứu sao an. Chúng sanh khắp cõi ta bà khổ, nên hiểu lo tu kẻo muốn màng.
lạc nẻo được người, chỉ dắt cho hả không mừng rỡ để theo dò. Người qua bóng khuất không trông thấy khổ ấy, người sao chẳng xét đó. Vừa trách thiện vừa là khuyến dạy, khiến lòng ta kinh ai thêm hơn. Cúi mình rằng lời của chân nhân, rất chi ly đáng dân truyền tùng. Đây xin hứa nói ra khắp chúng, khiến cho ai đều cũng được nghe. Đạo sĩ rằng nhưng phải giặt dè, lửa phải lúc nói ra mới quy. Đừng để chúng lầm rằng lời nguy, làm cho mùi đạo lý mất thanh. Lúc hiếm hoi người mới mua dành, khi ế đóng họ đành ngó làng. Lửa chỗ có người thường lai vàng, để ra công lập quán bán hàng. Đừng đợi sau khi bụng no rang, mới đem dọn đầy bàn vô ích. Đâu đợi phải có nhiều cá thịt, lúc đói dù muối cục cũng ngon. Em lấy đây định việc mất con, nên hư chỉ một cơn này đây. Ta rằng xin dân theo ý ấy, đắc bán ra ấy đẩy cất vào. Thiếu thì thêm dư bớt ra mau, không gánh củi trở vào rừng nuôi. Mọi việc phải xem theo thời buổi, để không cho lỡ tối lỡ trưa. Việc làm chi cũng phải cho vừa, vừa sở nguyện vừa cơ tạo hoa. Cứ như thế mở đường đạo cả, sẽ không lầm sai có phải chăng. Đạo sĩ rằng y rất thâm hoằng, cứ theo đó mà hành thì đúng. Ta rằng nhưng còn lo cho chung. Nhạc tuy hay mà chẳng biết nghe, cho rằng như tiếng nhai tiếng ve. Như thế rất tiếc cho bài bàn. Đạo sĩ rằng người đâu một hàng, trong mười người tất đặng năm ba. Nhạc dở hay được biết phân ra, họ biết cảm khi hòa đúng nhịp. Nhạc sĩ ha chẳng nên thừa dịp, đưa hồn người đến tốt trời xanh. Quên hết bao mưu mẹo bất lành, sống trở lại với tình trăng nước. Em còn nhớ hơn mười năm trước, đang lúc em ngồi chuốc cung tên. Nghe bên tai có tiếng nói lên, nhắm cho đúng hồng tim mà băng. Ấy là lời cũ già khéo dặn, trong số đông có hàng thiện căn. Ráng tìm ra để độ siêu thăng, ví như kẻ bắn cung thiện nghề. Ta rằng đã có nghe như thế, không thấy ai đứng kế bên mình. Viết thường nghe nên lấy làm tin,
cứ một mực nhắm nền đạo lý. Đạo sĩ rằng lời như Phật chỉ, một câu nhưng nhiều ý ẩn vào. Huệ ít nhiều thành hiểu khác nhau, chung quy cũng đồng vào cửa đào. Theo em hiểu nghĩa lời cũ lão ấy về phần tín đạo tự thân. Còn lời anh vừa mới tố trần, nghĩa ấy vốn thuộc phần nhiếp qua. Hai nghĩa cũng đi về đảo cả, đổ mình rồi đổ kẻ đồng siêu. Sông rạch tuy là nhanh ra nhiều, cũng nơi biển chảy nào đâu khác. Lý của em cứ ôm dình chặt, không trái ngang sai lạc mà lo. Nhưng buổi qua với lúc hiện giờ, phận sự khác, thời cơ cũng khác. Buổi qua ở trong phần tự giác, còn hiện giờ đến lượt giác tha. Đúng theo lời dạy của cụ già, mũi tên phải bắn ra cho trúng. Em khá nghĩ cách nào đổ chúng, đừng để cho mất giống hiền nhân. Anh non đài không thể ngồi trân, cũng vì lẽ thương dân còn khổ. Mượn thần thông hiện ngay tới chỗ, để cùng em phân tỏ ngón ngành. Đừng vội rời bỏ xác tuổi xanh, hãy mượn nó để minh đạo lý. Việc rất gấp không còn hồ mì, chẳng sớm lo để trễ hết lo. Sẵn gươm thần lại sẵn có đò, không rước khách còn chờ chi nữa. Trên đường lộ lại thêm có ngựa, sự tiến lui đây đó tiện bày. Há không lo cứu gấp người mây, qua khỏi chốn ủ ê thảm nào. Anh còn quên một điều quý báu, mười năm qua anh vào ban trưa. Bất ngờ em đã gặp mẹ xưa, đã chỉ giáo thời cơ lắm việc. Biết bao lẽ bi ai thông thiết, mẹ đã đem nói hết cho em. Tuy đồng trung anh đã được xem, vừa thấy mẹ và em cả thầy, lòng anh rất vô cùng kinh ai. Xưa mẹ tâm rộng rãi vô biên, thường giúp người đói lạnh cơm tiền. Thời buổi ấy sớm riêng đều mênh, mẹ mộ đạo vốn không bờ bến. Nhờ thế mà đạt đến Phật đài. Vậy khi nào thuận tiện giờ ngày, em đem hết những lời mẹ dạy.
nào sanh tử, nào câu thành bài, kể ra cho cả thảy được nghe. Nay việc đời đã mộng tờ the, không còn phải giấu che chi nữa. Lời của mẹ ngọt như mật sữa, nếu em đem kể rõ cho đời, chắc sẽ làm cảm được nhiều người, bỏ hung ác theo nơi lương thiện. Mặc dù đã muôn năm cách biệt, anh không hề quên tiếng mẹ xưa. Nhân duyên này đâu phải dễ mua, em khá nhớ đừng ngơ phút chốc. Nghe đạo sĩ nhắc ta liền khóc, việc ấy là có thật không sai. Những lời khuyên tao nhã thanh bay, còn văng vẳng bên tai ta đây. Rằm tháng 19 là ngày ấy, câu chuyện kia hiện lại cho ta. Xin hẹn cùng lớn nhỏ trẻ già, việc ấy sẽ kể ra kỳ tới. Ta vừa nghĩ vừa tuôn mắt xối, rằng lâu rồi nào phải mới đây. Nhưng xét vì chưa tiện để bày, nên chẳng kể cho ai được biết. Nhưng lòng vẫn chờ khi xuôi việc, đem kể ra cho hết ngọn ngành. Để người Nam Bắc được biết rành, mai ra có xuôi tình đạo đức. Đạo sĩ rằng người đang chờ chực, nên nói ra hơn cất vào lòng. Đành rằng khi thuận nước xuôi dòng, sẽ dễ nói rộng trong khắp chung. Nhưng việc gấp như thuyền đã lùng, nên nói mau hơn ngóng chờ thời. Nếu cuộc đời còn thấy xa vời, anh chưa đến tận nơi em đây. Vui cho em bỏ thân gầy ấy, để đổi thân khác phải tốt chăng? Anh xuống đây vì lẽ thấy rằng, sự thế chẳng dùng dằn được nữa. Làm cho tốt chẳng nên mưa mưa, được hay không một búa này thôi. Thế nên anh mới dùng hết lời khuyên em tiếp tục nơi phổ hoa. Lo gấp tở chữa nhà phát hoa, trễ một giờ sẽ quá đóng bằng. Ráng thương người còn chút thiện căn, lo cứu họ khỏi tan hồn xác. Mùi đau được thơm ra bát ngát, cùng ở trong thời cuộc này đây. Những kẻ làm vinh diệu Phật đài, em vốn cũng một tay trong ấy. Có một hôm em nằm ngó thấy, ở trong đồng quang cỏ dài mênh mông.
Một bụi sen đứng tở trời trồng, em vừa đến một bông liền nở. Hoa có vẻ tươi cười mừng rỡ, như tớ kia gặp chủ xa đàn. Ấy điềm lành để báo trước rằng, em nên đạo trong cơn loạn lạc. Việc đã đúng như điềm chẳng khác, em vẫn còn nhớ chắc phải không? Ta rằng đâu quên được trong lòng, việc màu ấy vô cùng khích lệ. Nguyên do sau khi đây phát thầy, như những điều đã kể trước đây, thì liền đêm ấy được thấy ngay, đúng như chuyện của ngài vừa kể. Trong đồng cỏ âu sầu hoang phế, một bụi sen được ló cao lên. Khi đây vừa đến cây một bên, thì qua lại chỗ liền lập tức. Mùi thơm tho bay ra nồng nực, khiến cho bao thảo vật chung quanh như cảm lấy mùi vị thơm lành, vẻ u dốt đổi thành tươi tăn. Thấy việc đã chưa từng thấy đằng, khiến lòng đây vô hạn vui mừng. Ngọn gió từ đâu quét vào thân, đây liền thức nhưng lòng còn tiếc. Đạo sĩ rằng diệu quyền khó biết, điềm ấy do phép đức Như Lai. Vừa cho em hiểu phận sau này, vừa khiến để miết mài thêm nữa. Nếu chẳng gắn trao tria thường bữa, sẽ khô lần như cỏ xung quanh. Đức từ bi khéo hiện đêm lành, không phải kẻ tu hành khó hiểu. Phật thương chúng sanh hàng muôn triệu, chúng sanh không một nhiều biết ơn. Lòng bạc đen còn có chi hơn, vì thế cứ đọa luôn cõi khổ. Thùng rác sắp đến ngày đem đồ, cũng chưa vui rời bỏ cho an. Đợi đến khi ra đóng trò tàn, chừng ấy mới ăn năn sao kịp. Muốn khỏi họa chính nay nhầm dịp, ráng mà lo kéo hút trôi qua. Em cả đêm ví dụ gần xa, khuyên trần thế ráng mà cải qua. Nay còn có thể làm công hòa, thì nên lo chớ kha biến lời. Chịu khó làm hiền đức tốt tươi, sao được hưởng yên nơi yên chầu. Làm hung dữ như hùm như hổ, thêm hận thù thêm khổ cho thân. Mình dù bao cũng sẽ yếu lần, không ai được đứng trắng một chầu.
hơn thua cũng đi về tử lầu. Tạo làm chi những thứ bất lương, cũng cần đem hết trí suy lường để sớm có mở đường giải thoát. Thấy ba tánh lòng còn bạc ác, xem thường lời tiếng Phật dạy khuyên. Quả thương thành đến phải trách phiền, muốn nín lặng ngồi yên sơn đồng. Nhưng không nỡ đứng xa để ngóng cảnh đê mê của chúng nay mai. Nếu cố tình trách kẻ mây say, bụng giả khác chi người dương thế. Huống chi đã trải muôn thế hệ, vẫn không quên cứu tế các loài, nên mới dùng đến phép phi hài. Qua lại khắp trần ai đổ chung, cơ trời đất khéo xoay rất đúng. Anh gặp em trong chốn hồng gian, rồi từ đây phải rẽ đôi phan. Mỗi người mỗi nơi toán diệt đào, cầu thế giới liên dây hòa hào. Em khá lo chu đáo mọi bề, mang ân thầy chi xiết nặng nề. Ráng trả chứ bỏ bê lỡ giờ, chừng khi được rảnh ráng nần nở, lòng mới yên đây đó ngao du. Mọi việc còn trong cảnh rối bù, há lơ lãng cho đâu hồng đây. Sao trời mắt khi trong ngó thấy, vẫn toàn thân để nhảy khỏi bồn. Không lo trường ra đến mẹ còn, thân đâu khỏi bị chốn trong chào. Người lòng đã biết tin theo đầu, ráng tiến lên chớ ngáo ngơ lòng. Kẻ nào đường Phật Pháp chưa thông, xin hãy ráng ra công học hỏi. Em cô nhớ hết lời anh nói, để khuyên người còn tối việc tu. Ngọn đèn trần càng lúc càng lu, cảnh tâm tôi có đâu tránh khỏi. Lớp ma vật lớp người cùm trói, kể sao cho hết nỗi thiết tha. Nói đến đây đạo sĩ chan hòa, rằng em nhớ 13 năm trước, đang trong lúc em ngồi uống nước, bỗng nhiên nghe trong ruột bàng hoàng. Bỏ đi nằm liền phát mơ màng, có một vị mình vàng hiển tới, rằng có sự liên quan thế giới. Rồi dắt em đi đến kiều xa, khi đến nơi đã chật người ta. Kẻ kêu khóc người la inh ỏi, hai bên lỗ núi cao vòi vòi. Trước mắt
thì cầu nổi ngang sông. Phía sau đầy thu dữ lửa hồng, chỉ độc đạo chớ không nẻo khác. Ai cũng phải xô nhau ồ ạt, để qua cầu hầu thoát khỏi nàng. Nhưng dưới cầu rắn độc làng khang, nếu ngoài đều nhắm mắt chạy ngang. Không còn cách nào hơn nữa được, dáng cầu vì quá nên trơn nhất, nên nhiều người bị trật xuống sông. Hầu hết đều bị rắn mạng giống, cảnh thế thảm nói không hết được. Em có hiểu những người đã trật, họ thuộc vào hàng bất nào không? Ấy hạng người ăn ở hay lòng, ngoài lương thiện mà trong ác đức, nên phải bị rắn kia cắn rứt. Vừa với tâm ác độc đang mang, cầu ấy khi người bước qua ngang, nếu ác đức mắt liền bị choa, chớn rung lên không phương kèm tòa. Sức mạnh bao cũng ngã tức thì, trái lại người hiền vẫn cứ đi, cũng như lỗ thường khi chẳng khác. Người thiện chẳng giống như kẻ ác, có khí lành xông khắp cả thân, khiến quỷ ma không dám đến gần. Loài rắn rít cũng không nhiễu hại. Em nghĩ sao cây cầu rắn ấy, do người hai lòng mới có ra. Có luôn loài hung dữ độc xà, mỗi việc tái nghiệp mà thành co. Người hung vì người hiền đồng ngó, kẻ hung thì thấy có rắn đầy. Còn người hiền thấy nước với cây, sự thấy ấy vẫn sai nhau cả. Như dụi mắt thấy lằn lửa nhoa, chẳng dụi thì không có thấy chi. Thấy rắn hay không cũng thấy ni, cứ lấy đó mà suy thì hiểu. Còn những bậc đã nên đạo diệu, giả với chân được hiểu cả hai. Thấy rõ đâu là rắn là cây, nghiệp hoặc chẳng mờ tay với mắt. Mọi lời này em nên góp nhặt, để khuyên người chưa được hiểu thông. Ráng mà tu để có qua sông, khỏi bị rắn làm giống thân màng. Ta rằng những lời Ngài quy đáng, đây có bao giờ dám lãng quên. Kể từ này mọi việc hư nên, đây xin nguyện sẽ đem kể nốt. Đúng như lời của Ngài vừa thốt, kiều xa làm quán hốt nhiều người. Đây xem qua lòng bắt rụng rời, rồi tự hỏi sao đời quá khổ.
Vì mình vàng chừng như đã rõ, trả lời rằng cánh đó với lòng. Lời đơn sơ ý rộng bao đồng, đây còn nhớ mãi trong trí nào. Đạo sĩ rằng đã qua giờ tí, vậy anh xin hồi vị non mây. Chúc em nhiều công đức lần này, cùng anh sẽ chờ ngày gặp lại. Đạo sĩ liền ngâm lên chậm rãi một bài thơ nghĩa ai sâu xa. Muôn năm qua tở một ngày qua, tình nghĩa đệ huynh vẫn mặn mà. Trò chuyện đã nhiều xin giả gót, hẹn nhau gặp lại hội Long Hoa. Ngắm xong ngài ngó ta lần chót, rồi ung dung quầy gót bước đi. Đi trong lần ánh sáng uy nghi, lần lần biến thân về phương Bắc. Cảm người xưa cảm lời son sắc, khiến ta rơi nước mắt đậm đà. Không một lời chỉ tiện đưa ra, cứ nín lặng như là khúc gồ. Chừng đạo sĩ biến đi khuất chỗ, ta mới là sực nhớ lại thân. Đang ngồi trên giường bình tần ngần, một mình với ngọn đèn bên góc. Vừa nằm xuống vừa ôn trong ốc, lời hư nên đã được nghe qua. Tự thấy rằng không thể kiếm ra, cô nhớ chẳng rời xa một đoàn. Tuy đang bệnh nhưng ta cũng ráng gượng viết ra thành bản này đây. Rất mong rằng lớn nhỏ gái trai nhớ đọc kỹ chớ này mệt mỏi. Bởi thấy cổ Phật tiên mới gọi, nào phải đâu chuyện nói bông đùa. Lời hôm nay như những lời xưa, thanh sĩ chẳng bao giờ nói dối. Xác hải ngoại hồn trong quốc nội, vẫn không quên nghĩ tới anh em. Thấy ai còn mặt mũi lọ lem, ta như thể kim châm gan ruột. Hãy chùi rửa những điều nhớ nhuốc, để giúp cho đây bớt âu lo. Mặc dù đường tu lắm gai gò, chớ lấy đo cốt có tâm chi. Trên cùng dưới hải nên nhất trí, để mà lo tạo lợi phúc chung. Ráng cây cài chống nạn bằng cùng, lo học hỏi cho thông đầu óc. Thà chịu chết đừng rời cõi gốc, mơ hết khổ lao đến lúc thanh nhàn. Mọi việc đều theo luật tuần hoàn, chớ bỏ cuộc nữa đàn rất ồn. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát.
Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Tát. Khuyên niệm Phật than rằng không rành lúc bắt hồn mắt việc cùng đi.